Dạ vâng, em chào tất cả các bác. Mấy hôm nay trời nó nắng quá nên em tạm ngừng bán hàng một vài hôm. Vì là trời nắng nóng quá, nếu mà bán hàng để chuyển các bác thì cây nó sẽ bị héo. Đến ảnh hưởng tới cây và sức sống của cây các bác nhé. Hôm nay em ở nhà em chia sẻ với các bác cái cách trồng kiếm đơn giản và hiệu quả trên cái chậu giá thể chậu nhựa này. Đấy, chậu nhựa nhá. Giá thể rồi là chậu móc kể cả trên chậu đất nung. Đấy. Nói chung là trồng ở vị trí nào cũng được. Nghĩa làm sao là mình trồng cho cây nó ổn định, nó chắc chắn thì mình sẽ đấy ạ. Vâng, cái đây là cái kinh nghiệm bản thân và cá nhân của em chia sẻ các bác thôi. Những cái nào mà các bác cảm thấy mà nó hữu ích, nó hợp lý thì các bác kết hợp vào trồng sao cho cái chậu kiếm mình nó tốt các bác nhé. Và đầu tiên đó, các bác qua bên dưới anh cái nào. Cái đầu tiên thì cái chậu này thì không nói rồi. Đây. Cái đơn giản nhất là từ cái việc làm móc các bác nhé. Cái đơn giản nhất là cái việc làm móc, nên coi sắp vào đây. Làm móc khi mà chúng ta làm, ta sẽ bẻ một lúc luôn này. Đấy, bẻ một lúc luôn vì sao? Vì nó không có độ chênh lệch ngược xuôi. Đấy, không có độ nghiêng của chậu các bác nhé. Không có độ nghiêng. Đấy, và chúng ta có thể là, cái này thì rất đơn giản thôi, ai cũng có thể làm được cả. Đấy, nó sẽ cân bằng chậu, không có độ nghiêng của chậu. Đấy, chắc chắn chậu rồi. Cái phần tiếp theo là xốp này. Xốp này thì em đã cắt ra rồi. Đấy, các bác dắt xốp ở dưới cho em. Thứ nhất là cái chậu nhựa này thì nó thường có cái kẻ lỗ là nó rất lớn. Nếu chúng ta mà không chèn vào đây là cái giá thể mình tưới nó sẽ trôi đi. Nghĩa là các cái giá thể nhỏ đấy thì tưới nó sẽ trôi đi các bác nhé. Xong cho một chút xốp nữa. Rồi vậy thôi ạ. Các bác cho các loại vỏ thông này, các bác nhìn này. Cái size vỏ thông của em thì các bác vỏ thông cộng sỏi bọt nhé. Bằng ngón tay cái luôn này. Đây, vỏ thông cũng vậy nha. Đây là size to chúng ta cho xuống dưới. Nó rất thoáng rẻ. Trồng làm sao nghĩa cho cái cây lan nó đâm nó phải thoáng rẻ. Rẻ nó đâm tuột xuống thẳng đáy chậu. Đâm thủng đáy chậu là cây đó là ok đúng không? Vâng, và trên dần chúng ta sẽ cho cái dòng nhỏ nhá. Vỏ thông nhỏ này. Đây, vỏ thông nhỏ này. Và đây là cái vỏ lạc khun. Em quay sang đây. Cái vỏ lạc khun này nó cũng rất tốt này. Cực kỳ tốt nhá. Mình chỉ là phủ mặt thôi. Phủ mặt làm sao cho nó giữ độ ẩm cho cây trong mùa nắng này. Đấy, cây cứ không bị hộc, bị khô đấy. Cái vỏ lạc hun này nó rất bén rẻ, rất nhanh bén rẻ các bác nhá. Cực kỳ nhanh bén rẻ. Khi mà cái rẻ nó đã qua cái lớp vỏ lạc hun này rồi, xuống tới cái giá thể vỏ thông. Đấy, xuống tới cái giá thể vỏ thông và sỏi bọt thì nó sẽ ổn định. Và mình chỉ là bón phân trên mặt thôi. Bón phân trên mặt thôi chứ không cần thiết là mình phải bỏ phân ở dưới, nó sẽ bị bẹt rẻ các bác nhá. Đây, và đây là cái thân này là thân vàng rừng này. Vàng rừng rễ này thì mình cắt gọn đi. Cắt gọn rễ đi, không để một tí rễ nào bác nhá. Nếu mà mình để rễ thì nó sẽ lười. Nó sẽ lười ra rễ. Đấy, đối với bản thân em, và đây em sẽ trồng mà cho các bác xem kết quả trong một thời gian ngắn nhé. Nếu như mà mình mà đây cái chậu này em sẽ chậu thử nghiệm cho các bác xem trong thời gian ngắn này. Đấy, và trước khi mình trồng mình đã ngâm qua các cái dung dịch, ví dụ như là thuốc kích rễ Hùng Nguyễn, ngâm khoảng tầm 30 phút xong rồi treo để khô này. Đấy, treo để khô với chồng nhá. Cây khô đét rồi với chồng các bác nhá. Đấy, cắt sạch sẽ này này. Bác này. Cắt thế này để cho nó mới trồng thì nó không bị bám nước vào. Bám nước và giữ ẩm quá, độ ẩm nó nhiều quá đâm dẫn tới là đây cả cái mầm này nó thối này. Đấy, nếu như mà mình cứ để cái bẹ này nhiều á, nước nó ngấm vào dẫn tới cái mầm nó sẽ bị thối. Đấy, mầm sẽ bị thối nhá. Đấy, đây em chia sẻ cho các bác là nghĩa là các bác mới chơi mới tập trồng thôi. Còn cái các bác mà đã trồng lâu rồi thì quá ok, đã va chạm với những cái như thế này rồi. Đã va chạm những loại thối đủ kiểu rồi thì sẽ rút ra kinh nghiệm được. Như bản thân em cũng vậy thôi.
Đấy, khi chúng ta cắt tỉa sạch sẽ rồi này, trồng thì chúng ta trồng bình thường này. Khoảng cách thì chúng ta đưa xuống này, không để lút cái mầm các bác nhé, không để lút cái mầm nhé, từng này thôi. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ rằng cây cố định, không cho cây rung lắc. Rằng cây cố định, cái này thì chúng ta có thể rằng vào cái thân lá, cái cọng này, cái móc này, cái dây móc này, để giữ cho khi mà chúng ta treo lên cái dây móc nó sẽ căng. Đấy, nó sẽ căng. Em thả đi, đừng đừng đừng. Đấy, khi chúng ta đấy là cái dây móc nó sẽ căng các bác nhá. Nó căng thì nó sẽ giữ được cái gốc, nó sẽ không bị lung lay. Đấy, phải giữ gốc không bị lung lay. Vâng, đây là đã hoàn thành một cái chậu kiếm rất đơn giản nhé. Ở dưới thì các bác đã biết là cái giá thể ở dưới và ở trên rồi, cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, cây này khi em treo lên nhá, khi em treo lên này, đấy, cây nó sẽ không bị rung lắc này. Đấy, cây sẽ rất đẹp và không rung lắc nhá, cây rất cố định và chắc chắn nhá. Chỉ một thời gian ngắn thôi, khi mà rễ nó đã phát triển ra rồi thì khi đấy là bắt đầu là chúng ta sẽ bón phân, thí dụ là phân tan chậm này, phân trâu này, hoặc là phân dê tùy các bác nhé. Nhưng mà cái phân, nếu mà phân chuồng á thì mình phải nén và xử lý cực là kỹ, vì là nó bị bẹt. Bị bẹt nó dẫn tới là cây cái rễ nó bị thui ấy. Lắm lúc là nó bị ẩm, bị thui đấy. Thì em thường hay là bón bằng cái phân tan chậm. Đấy, và trong cái thời gian đầu á thì chúng ta có thể là phun hữu cơ. Phun hữu cơ là qua lá, phun kích rễ này, B1 này, hoặc là phân cá chúng ta pha loãng với tỷ lệ là 1 ml cho 1 lít nước các bác nhé. Đây em đang trồng một rất nhiều chậu đây. Đấy, cứ trồng các chậu là trắng canh bầu Thái Nguyên, trắng anh tím Thái Nguyên, vàng rừng. Đấy là chậu vàng rừng. Đấy, ổn định là cây sẽ rất chi là khỏe. Đấy, và cây này em sẽ thí nghiệm cho các bác xem trong video tiếp theo. Đấy, và chúc các bác luôn sưu tầm được những chậu lan đúng đẹp và chăm sóc cây tốt trong thời điểm nắng nóng này nhé. Nếu các bác cảm thấy hữu ích thì cho em lượt đăng ký kênh và một lượt like. Em xin chân thành cảm ơn. Vườn lan của em là vườn lan Ca Linh. Vườn lan Ca Linh các bác nhé. Rồi em chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác.